rồi cho nó uống ba sữa ăn xua đó, chiều qua hết rồi, chiều hết hết cái sữa sữa mà lon nữa rồi, còn giờ còn hộp sữa với lại cái hộp sữa mà ở nhà đem theo á, giờ pha cho nó uống thôi. Mà dặn bả chừng nào hết thì cho hay cái gì mua gửi xuống. Dạng gì chắc không ăn được rồi, chắc uống sữa không à. Uống sữa đó bả, sáng giờ uống sữa không á, chiều qua giờ chiều qua bả pha sữa cho nó uống, mình sợ nó hạ đường huyết á. Dạ. Mấy người kêu bà đó, bà xuống mà mua mua ít đường đi rồi bà quậy nước đường mà cho nó uống đây. Ở nhà được bé cực dữ hay Dương Tám? Cực hơn À, đó nói gì chứ ở nhà với cô con cũng khỏe, cũng khỏe khỏe hơn, hơn có mấy đứa này nó trợ giúp. à. Cũng ẩm tới ẩm lui được cũng được Rồi ha. tắm thì có nhỏ cháu ở đây nè, đây Dạ. Liễu ơi, nó tắm em bé, Dạ. nó pha nước nó tắm để Ở nhà thì cũng có nhiều người để chăm em bé ha. Bên đó đã qua giúp được cô nên. ở dưới thì có một mình. Sáng giờ chúng ta ăn gì chưa? Cơm rồi. Chưa, nước cơm cơm rồi bé à? Ăn chưa hết kìa. Gì đó nữa. Nhỏ bên đây nó nấu rồi, mình ăn luôn khỏi khỏi. Ăn tương thì thấy đậu không ạ? À không, đậu đậu với nước tương Có đậu đậu gì không? có thịt Ngồi ăn hết thịt đã nấu cơm nó cực, có chuyện cái bên nấu cơm ăn cũng đỡ ha. nấu mình lắm lúc mình không muốn nhờ nó thôi, chứ còn nhờ nó thì kêu nó làm chứ nó đâu ấy, chạy cháo không à. Chuyện qua con này đi mua đồ chơi về chơi có một bữa dành mất tiêu cái nón con chó. Thì Ở dưới ho quá trời thì về nhà nó hết ho. mà nói mà ba cái tiền lu bu của anh Hoàng Anh với cái kia đó anh Diễn Tá, thì theo Diễn tiền Tá thì được tiền lương của con ánh hả? cái tiền gì mà 20 triệu của Hoàng em gì đó, Diễn Tá Cái có nghe đúng không? tiền để lấy ra từ cái với tiền đó, với tiền lương gì nữa đó thì Diễn Tá tiền nói lương rõ của luôn con đi ánh đó nó cho. gửi cái sổ ở đây thì mình đi đi lãnh giùm cho nó, Thì phải không? dạ Dương Tám Thì đừng cho khi con. nào mà nó lại đây thì mình đưa nó đầy đủ, mình có khi nào mình xài của nó đồng nào đâu, không khi nào Dương xài của Tám nó ngừng đồng cái nào con hết. nói. Thì ở đây là Dương Tám muốn nói nghe cô chú anh chị, chứ không phải là mấy anh em ở đây soi bói chuyện riêng tư của gia đình Dương Tám. Cái kiểu như mà Dương Tám muốn nói lên cho cộng đồng mạng và quý anh chị được biết là Dương Tám gõ như thế nào, đúng không Dương Tám? Đúng Thì rồi, Dương Tám trình bày đi. hôm hôm rồi cũng có nghe trên cái clip nói cái vụ tiền nè, tiền lương tiền gì của con ánh đó, nhưng mà nói chung ra mấy cái clip đó tôi không có muốn coi, chỉ có lướt qua chút xíu thôi đó. Nhưng mà tiền lương của con ánh đó, vì nó gửi cái sổ qua đây phải không, nhờ mình đi lãnh giùm thì mình đi lãnh giùm quà của nó còn đây nè, đó quà của nó đây nè, mà cũng vì tám nó đi 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 lãnh về là còn đây nè, thì giờ chờ nó lên nó lấy, hoặc là cha nó lên nó lấy, chứ mình đâu có xài gì của nó một một xu nào đó. Thì tiền cái gọi là tiền cái này không có là gọi là tiền lương một mẹ mình, đâu phải cán bộ mà nhà nước cái gì đâu mà tiền lương, đâu phải cái mà công dân đâu mà lương, cái này là tiền trợ cấp của trợ cấp xã hội, phải nói rõ là tiền trợ cấp xã hội Cái đó là trợ cấp tháng nhiêu vậy ta? của con gắn, hình như là một tháng được đâu 540.000 hay gì đó, cũng không nhớ nó, để coi cái sổ đó thôi. Đã nói cái gì đó cho nó rõ ràng, cái Đúng sổ rồi. đó bỏ cắt đâu rồi, sổ sách gì mà để cái thùng mèo nhèo ở trên cách đầu mà không biết nữa. Thì bà ở trong đó đó đưa gọi là cái tiền trợ cấp của nó bao nhiêu thì người ta phát, người ta cũng ghi hết trơn, là tháng nào đều có ghi hết trơn à.
còn quà của nó nè, ông rời á là ai đưa cái cho nó cái phiếu lãnh quà mà lãnh đâu tuốt trong kia kìa, cũng kêu xe ôm đi vô chổng á để mà lãnh cái quà đó cho nó đó. Thì chờ nó lên thì giao cho nó đó, mà không biết lãnh được những cái gì thì tôi không có ở nhà nên tôi không có biết. Nhưng mà đại khái là gạo, bữa hôm rồi hỏi mã thì nó nói gạo với cái gì nữa cái đó. Thì chờ nó lên là đưa. Cũng là hai người hả? Ánh như cái quà này hình như là nó chỉ có một phần thôi chứ người ta không có cho hai phần. Còn tiền đó là của chị Hồng với Nánh có luôn hay gì? Tiền á thì không biết nó gửi ở đây là không, hai cái sổ gì đó. Hai cái sổ thì hai phần. Thì coi như lãnh bao nhiêu thì đưa cho nó bao nhiêu chứ không có. Dũng Tám muốn nói lên mạng để nói rõ nha cô chú anh chị, chứ không phải ở đây anh em là số mối chuyện đời tư gì của Dượng mà với chị Ánh anh Hồng gì hết. Thì Dũng Tám nói rõ rằng cho biết ở ngoài để biết Dũng Tám là để gõ gạch làm đâu đó rõ hết. Nói cho nó rõ ràng. Gia đình tôi tuy nghèo là nghèo, chưa bao giờ gọi là bớt sáng của con cháu hay là anh em khi nào mà một đồng xu cắt bạc nào á của ai bao nhiêu là bao nhiêu, nhưng không bao giờ mà gọi là lấp lửng cái này cái kia cái nọ á. Số tiền đó là những tám lãnh không phải những tám tiền đó, cái tiền mà trợ cấp của hai đứa này á thì đại khái là hình như là mới đi lãnh, hình như là đợt này hay gì đó, rồi mấy cái vụ hôm Tết quà Tết đó. Cái quà Tết mà cũng ở ngoài quỹ ban ta tặng á, thì tôi lãnh về để nguyên cái đó là tiền người ta để trong cái bao thơ nha. Bao thơ ta dán lại, mình không biết ở trong đó là bao nhiêu tiền thì để nguyên như vậy đó. Lúc đó không biết là vợ tôi đưa cho anh Năm hay là đưa cho con Ánh thì tôi cũng không rõ, nhưng mà là để nguyên vậy đó, đưa đó. Rồi mỗi lần nhận tiền là ai qua hay là Diễn Tám đem bánh đưa luôn Diễn Tám? Thì mỗi lần hình như là nó đi lãnh không à. Nhưng mà mới đây, nhưng mà mới đưa sổ hình như là lãnh có tháng này hay gì đó à. Mới đưa sổ lãnh có tháng này á. Theo tôi biết hình như là mới có đi lãnh tháng này hay gì đó à. Tháng này là vợ tôi đi lãnh. Tháng trước là tôi đi lãnh là sẵn cái vụ mà đưa con Hiền đi xuống bảo trợ xã hội đó đó. Thì bữa đó là tôi đi lãnh là bốn cái sổ, của tôi một sổ, rồi của con Ánh, của con Hiền một sổ, rồi con Ánh với thằng Hồng một sổ. Thì về cũng đưa nó hết chứ đâu có lấy. Thì Dũng Tám cũng đâu ra đó gõ gạch hay Dũng Tám rõ ràng chứ đâu ấy. Còn ai mà muốn thắc mắc cái gì là gì đó thì cứ việc hỏi con Ánh, gặp con Ánh hỏi con Ánh thì sẽ rõ. Còn hồi đó giờ là Dượng chỉ mới lãnh chỉ được có 2 tháng thôi ha. Dượng 1 tháng với dì Tám 1 tháng cũng đâu đó giấy tờ gõ gạch mà. Hôm nay Dượng Tám cũng có phân trần rõ cái sự việc là lãnh tiền của chị Ánh với anh Thật ở đó cái vấn đề. Còn gọi là muốn rõ ràng nữa thì ra ngoài quỹ ban đó, cái có cái sổ, cái người nào lãnh thì ký cái tên người đó. Ta còn lưu lại hết trơn chứ đâu phải là không lưu đâu. Mỗi lần lãnh là mỗi lần ta lưu cái sổ lại hay không ta? Nó có cái sổ phải không? Cái sổ thì đúng là cái tên của cái người được lãnh, rồi cái người mà đi lãnh hộ thì cũng là ký cái tên của người lãnh hộ. Chứ còn mà ký cái tên của cái người được lãnh đó mà người ta không đi thì sao ta ký? Dũng
Tám nói cũng đâu đó cũng gõ gạch đi rồi, để coi mọi người mà thí dụ không hiểu rồi trách lầm Dương Tám, tội nghiệp cho Dương Tám. Thì ở đây anh em chỉ làm cái video để cho sáng tỏ Dương Tám, để ông nói rõ thôi, chứ còn ngoài ra thì anh em không có ý gì hết nha cô chú và anh chị. Rồi cái gì nó phải ra cái đấy chứ đâu phải mà lấp lửng tiền bạc đó là nó dễ mất lòng lắm. Mà qua cái sự vụ này thì chờ con ánh lên giao bằng giao cái sổ cho nó luôn, nó tự nó đi lãnh lấy đi. Ý gì Tám nói là bị gia đình bây giờ nó phải nói rối ren đủ chuyện hết trơn rồi. Từ lâu chưa thấy không? Từ lâu hết trơn rồi. Thì có những cũng tùy theo Dương Tám ơi, có những thành phần khác, thành phần không hiểu mình, rồi thành phần mà chưa hiểu mình quá, và họ nhìn cái cương diện là ở ngoài nhìn vào chứ còn chưa biết ở trong như thế nào. Bây giờ gọi là ngoài xã hội người ta nói gì người ta nói, giờ không quan tâm tới nữa ha. Bây giờ quan trọng ví dụ cái tiền lương của con Ánh với thằng Hồng này nè, chỉ cần đó là anh Năm Nghĩa tại anh hiểu cho tôi là tôi không lấp lửng với tiền bạc gì với phía bên anh là được rồi. Chứ không cần phải là quan mà người ngoài là đánh giá tôi như thế nào nữa. Đó. Còn anh Năm Nghĩa mà thắc mắc cái gì đó thì anh cứ trực tiếp anh lên đây. Đó, và anh muốn làm sáng tỏ cỡ nào tôi sẽ dẫn chứng cho anh. Đó. Thì Dương Tám ở đây làm là có giấy tờ đàng hoàng, nói Dương đâu đó gõ gạch để cho mất công mọi người mà ví dụ nghĩ sai Dương Tám hay này nọ. Dương Tám nói chung thì cũng làm đâu đó gõ gạch hết, không có lu bu lộn xộn. Thì có mấy người mà người ta nói vậy Dương Tám thấy buồn không? Giờ nói chung ra mình buồn thì cũng chẳng lợi ích gì hả ơi. Buồn cũng chẳng làm gì được cái gì cả. Bây giờ quan trọng á là cái cuộc sống gia đình của mình và sức khỏe của gia đình, của những thành viên trong gia đình mình. Cái vấn đề đó là vấn đề quan trọng. Còn bây giờ á, ở ngoài người ta muốn nói gì ta nói, giờ mình cũng không còn quan trọng nữa. Mình chỉ quan trọng là cuộc sống gia đình của mình và sức khỏe của thành viên trong gia đình mình thôi, chỉ có vậy thôi. Theo Dương Tám chia sẻ đó là ai nói gì gọi ai, ông thua là cái cách sống của mình thôi. Đúng rồi, cái tâm tốt là ok hết. Dù thì Dương sống mấy lâu nay thì nói chung ra gọi là xung quanh chỗ này thì mình không nói đi, bị gì đó là bên đây em nè, bên đây chị nè, ha, cái bên cũng em rồi bên kia cũng chị, bên sông cũng là em thôi. Mình mấy hộ này mình bỏ đi, giờ xa hơn, chở vô xa hơn chút nữa, chở đây ra tới ngoài đầu cầu, mọi người ai cũng hiểu là ở đây tôi sống nó như thế nào rồi. Đây ai cũng biết chuyện Tám nè, thì ở đây ai cũng biết hết trơn rồi, sống từ hồi đó tới giờ. Nói chung là giờ cái đất chỗ này, giờ ở cái chỗ này là từ năm 97 tới giờ. Dương Tám cũng tính là qua cái đợt này là đi làm nhưng mà chưa được cái Dương Tám. Còn luôn mới, quá rồi. Mới hôm qua ở trên điện xuống mà kêu lên quá trời rồi. Dưới trên thằng em vợ của bà của ông chủ đó. Điện xuống hỏi chừng nào lên. Bây giờ tao chưa biết chừng nào tôi lên, cố gắng là sớm giùm tôi cái. Bởi vì cái chỗ mà gọi là cái lò xi đó nó không có người làm, thiếu người làm ở bên cái lò xi á. Còn phía bên mà đóng ha mà bàn đóng cái này thì nhiều, còn ở bên cái lò xi á thiếu người chẳng hay chuyện đó. Thiếu có cái ông trước đó bà đầm này, con ông nằm diện với tâm thần, ông hỏi rồi mình cũng chỉ đường cho ông đi lên, mà rồi ông cũng điện lên chết rồi sao tới giờ ông không lên, ông làm cho người ta nữa.
sáng điện cho ổng rồi ổng không bắt máy nữa. Có được người lên trển, có thằng kia nó cũng luyện nha, thì vài bữa thì cũng làm được. Ăn thua làm với nó chỉ có xiên thôi. Vì làm chỗ đó không có người quản lý, mình tự giác mình làm. Chẳng mình chết là tự làm thôi chứ không người quản lý mình ha, như đó. Vì công việc mình nó gành hả? Cái chỗ lò xiên chỉ làm có hai người hả? Ai đâu qua đó quản lý. Dạ. Mình người ta cũng lựa người nào ấy người qua làm tự giác thôi. Ngủ rồi kìa, ngủ rồi kìa. Ra cho nó ngủ chút đi, ngủ chút đi. Mắt tai quá ta. Mỏi lắm rồi, mỏi lắm rồi. Ôi, nhiều nước miếng luôn rồi trời. No rồi đó. Là Dũng Tám muốn nói lên những cái điều Dũng Tám muốn nói thôi. Chứ còn anh em đang ở đây chứ không có ai mà soi bói chuyện của Dũng Tám hết. Thì Dũng Tám muốn nói kiểu như mà tiền nè, của nói chung các kiểu này kia thì dướng bận gì Dũng Tám mượn cái kênh của anh em để nói lên. Chứ dạ thưa quý anh chị là anh em không có soi bói chuyện đời tư của ai hết. Cô chú và anh chị thì cũng hiểu cho anh em ha, thì cũng cảm ơn quý vị. Vậy xin chào tất cả mọi người ha.